English for HR Employee Engagement. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast English for HR của Thành Esta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khái niệm Employee Engagement, sự gắn kết của nhân viên trong lĩnh vực nhân sự. Đây là yếu tố quan trọng giúp cải thiện năng suất, giữ chân nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ. Qua bài viết này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về định nghĩa, tầm quan trọng, cách đo lường và cải thiện Employee Engagement thông qua các ví dụ cụ thể. 1. What is employee engagement? Employee engagement, sự gắn kết của nhân viên, là mức độ mà nhân viên cảm thấy tận tụy, gắn kết và hào hứng với công việc, tổ chức và đồng nghiệp. Nhân viên gắn kết không chỉ làm việc chăm chỉ hơn, mà còn cảm thấy mình là một phần của sự thành công chung của công ty. Employee engagement refers to the emotional commitment employees have towards the organization and its goals. Sự gắn kết của nhân viên là mức độ cam kết cảm xúc mà nhân viên dành cho tổ chức và các mục tiêu của nó. Ví dụ, employee engagement drives productivity and innovation within the organization. Sự gắn kết của nhân viên thúc đẩy năng suất và sự đổi mới trong tổ chức. 2. Why is employee engagement important? Employee engagement có tác động trực tiếp đến hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân viên và sự phát triển lâu dài của tổ chức. Dưới đây là một số lợi ích chính. Increase productivity, tăng năng suất. Engaged employees tend to be more efficient and focused on their tasks, resulting in higher productivity. Nhân viên gắn kết thường làm việc hiệu quả hơn và tập trung vào nhiệm vụ, dẫn đến năng suất cao hơn. Employees who feel engaged are more likely to go the extra mile to meet deadlines. Nhân viên cảm thấy gắn kết có xu hướng, nỗ lực hơn để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Lower turnover, giảm tỷ lệ nghỉ việc. Engaged employees are more likely to stay with the company, reducing recruitment and training costs. Nhân viên gắn kết có xu hướng ở lại với công ty lâu hơn, giúp giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo. High employee engagement results in lower turnover rates and greater employee loyalty. Sự gắn kết cao của nhân viên dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn và lòng trung thành của nhân viên cao hơn. 3. How to measure employee engagement? Các công ty có thể đo lường sự gắn kết của nhân viên thông qua các phương pháp như khảo sát, quan sát hành vi và phỏng vấn trực tiếp. Surveys, khảo sát, regular employee engagement. Surveys help organizations understand the overall satisfaction and motivation levels of their employees. Các cuộc khảo sát sự gắn kết của nhân viên thường xuyên giúp tổ chức hiểu rõ mức độ hài lòng và động lực của nhân viên. The company conducts annual employee engagement surveys to track progress. Công ty tiến hành khảo sát sự gắn kết của nhân viên hàng năm để theo dõi tiến độ. One-on-one meetings, cuộc họp cá nhân, direct discussions between managers and employees to gather feedback and assess engagement levels. Các cuộc thảo luận trực tiếp giữa quản lý và nhân viên để thu thập phản hồi và đánh giá mức độ gắn kết. Managers should conduct regular one-on-one meetings to evaluate engagement levels. Các nhà quản lý nên thực hiện các cuộc họp cá nhân thường xuyên để đánh giá mức độ gắn kết. 4. How to improve employee engagement? Để cải thiện sự gắn kết của nhân viên, doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo môi trường làm việc tích cực, cung cấp cơ hội phát triển và công nhận thành tích của nhân viên. Provide meaningful work, cung cấp công việc có ý nghĩa. Employees are more engaged when they feel their work has purpose and contributes to the company's success. Nhân viên sẽ gắn kết hơn khi họ cảm thấy công việc của mình có mục đích và đóng góp vào thành công của công ty. Assigning employees meaningful projects can boost engagement and motivation. Giao cho nhân viên các dự án có ý nghĩa có thể tăng cường sự gắn kết và động lực làm việc. Recognize and reward employees, công nhận và khen thưởng nhân viên. Acknowledging employees' contributions through rewards and recognition programs is a key driver of engagement. Công nhận đóng góp của nhân viên thông qua các chương trình khen thưởng là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao sự gắn kết. Regularly recognizing employees' achievements encourages them to stay engaged. Việc thường xuyên công nhận thành tích của nhân viên khuyến khích họ tiếp tục gắn bó với công việc. Offer development opportunities, cung cấp cơ hội phát triển. Providing opportunities for learning and career advancement helps employees feel valued and motivated to grow with the company. Tạo cơ hội cho việc học tập và thăng tiến nghề nghiệp, giúp nhân viên cảm thấy được coi trọng và có động lực phát triển cùng công ty. Offering training programs and clear career paths can significantly enhance employee engagement. Cung cấp các chương trình đào tạo và lộ trình sự nghiệp rõ ràng có thể nâng cao đáng kể sự gắn kết của nhân viên.